ta sẽ đi vòng bên phải nha. Ta đi qua nhánh bên phải xem bên đây bán gì nha. Khẩu trang thôi, chúng ta đi ra cái đường Phạm Thế Hiển lại nha. Một vòng sơ sơ chợ Nhị Thiên Đường gửi đến anh chị và các bạn. Ta thấy chợ Phạm Thế Hiển nè. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các chị và bạn trong những video tiếp theo nha. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn, chúc cô chú anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang đứng ở một con hẻm ở trên đường số 6 cắt ngang với Tạ Quang Bửu. Đây là cuối đường Tạ Quang Bửu rồi nè. Lúc nãy chúng ta đi một vòng con đường Tạ Quang Bửu đến cuối đường, thì cuối đường có cái đường số 6 cặp bên hông đường Tạ Quang Bửu. Thì hành trình sẵn tới đây em dẫn cô chú anh chị bạn mình đi cùng đi khám phá một vòng ở cái con đường nhánh của đường Tạ Quang Bửu xem ở đây như thế nào ha. Nãy mình đi cái khu đó là cũng một nhà cao cửa rộng. Kế đến thì chúng ta sẽ đi tiếp vô cái con hẻm nhỏ nhỏ xem cuộc sống ở đây như thế nào ha. Hẻm ở đây thì nhỏ không có lớn, để mình xem cái hẻm mình đi đâu. Cũng là lần đầu tiên em đi vô cái hẻm này luôn, nên cái gì của anh chị mình cho anh xin cái comment nhé. Sáng dịp đi tới đây rồi thì mình đi một vòng thử. Hẻm này đi ra cái đường Bùi Minh Trực. Nhà to quá trời. Chúng ta ra cái đường này là đường Bùi Minh Trực. Chút xíu nữa cái đường này sẽ giao với đường quốc lộ 50 để lên cái cầu Nhị Thiên Đường. Không biết ngày xưa cái đường này có phải là tên Bùi Minh Trực không, hay là tên Bùi Minh Trực là tên từ đó ngày xưa tới bây giờ. Thì chắc lẽ nhờ cô chú anh chị mình ai ở khu vực quận 8 cho em xin cái comment nha. Ở đây cũng có con hẻm nè, mình sẽ đi ra con hẻm này. Chúng ta sẽ quành lại nha.
đường Bùi Minh Trực, cũng ra đường quốc lộ 50 luôn. Rồi chúng ta quẹo trái, mình sẽ đi lên cầu Nhị Thiên Đường. Trước mặt chúng ta đó là cái cầu Nhị Thiên Đường. Khu này ngày xưa có một cái xưởng, nhà máy sản xuất dầu, dầu Nhị Thiên Đường rất là nổi tiếng. Bây giờ chúng ta sẽ đi xuống cái dốc cầu này và đi cái đường Phạm Thế Hiển nha. Mình lên quanh ở quận 8 này, qua bên kia là qua bên kia cầu, chúng ta sẽ đi đến cầu cầu Chà Bà, cầu Chà Bà rồi đi qua Chợ Lớn. Còn bây giờ chúng ta sẽ đi tiếp tục ở khu vực quận 8. Hôm nay sẵn tiện mình đi lên quanh ở khu vực quận 8 này luôn, xem những hình ảnh này nó có giống những hình ảnh ở các quận khác không á. Ngay đây là con đường Phạm Thế Hiển, là con đường dài nhất Sài Gòn. Thẳng cái hướng này thì chúng ta sẽ đi về chợ Phạm Thế Hiển. Từ đây em thấy có con chợ nhỏ nhỏ nè. Chúng ta đi vô cái chợ này nha. Mình cùng khám phá trong cái chợ này như thế nào ở địa chỉ số 1309. Này là cái hẻm 1309. Đường này là đường Hoàng Minh Đạo chứ không phải là cái hẻm, sorry các anh chị. Đường Hoàng Minh Đạo, chợ Nhị Thiên Đường. Sao anh chị bạn nào có kỷ niệm về cái chợ Nhị Thiên Đường hay là có thông tin gì cho em xin cái comment nhé, để chúng ta chia sẻ nhau nhiều hơn về cái ngôi chợ này. Đây cũng lần đầu tiên em đến khu vực này luôn. Đi vòng bên phải nha. Mình đi vòng ngoài chợ. Chợ này tiện để chạy xe nên mình thấy người ta chạy xe nhiều quá. Em ơi, đây có con nha. Biết con 65 này 70 à. Thấy nhiều người chạy xe nên mình mới chạy theo. Nếu mà ít xe quá mình đi xe cũng hơi ngại. Khu vực này là bán cá, bán hải sản. Còn dài dữ.
chợ này trưa rồi mà cũng còn thấy rất là đông ha. Ồ, trái cây. Măng cục, sầu riêng. Mùa này là mùa măng cục, mùa sầu riêng. Nắng quá. Phía trước đây để em xem đây là đường gì đây. Chúng ta sẽ ra đường gì đây. Đường Bùi Minh Trực. Thôi mình hoành lại đường Phạm Thế Hiển nha. Nãy chúng ta đi nhánh bên trái à. Bây giờ mình sẽ đi quẹo qua nhánh bên phải nha. Cái chợ nhỏ đó mà chị đó chạy xe ban vô cái rổ tỏi, hành tỏi đổ xuống coi như là lụm đã luôn. Chúng ta đi qua nhánh bên phải xem ở đây bán gì nha. Khẩu trang, dép rồi kẹp tóc, quần áo quá trời. Khăn 10.000. Chanh dây Bến Tre. Rồi chúng ta đi ra cái đường Phạm Thế Hiển lại nha. Một vòng sơ sơ chợ Nhị Thiên Đường gửi đến anh chị và các bạn. Em thì không có rành về cái khu quận 8 lắm, nhưng mà những cái trục đường quen quen thì em biết, còn những cái đường mới thì chúng ta cùng đi khám phá thôi. Rồi, sẵn hướng này chúng ta sẽ đi về nhà luôn, về quận 1 luôn. Ở đây địa chỉ là 1.430 mấy Phạm Thế Hiển. Cái đường này chúng ta ở khúc này chỉ có mới nửa đường thôi. Cái đường này tới số dài tới 3.000 mấy lần. Mà chúng ta đang ở 1.400. Bắt đầu từ cầu Nhị Thiên Đường mình sẽ đi chạy chạy đến cầu Chánh Hưng. Nơi đó có chợ Phạm Thế Hiển. Chúng ta sẽ kết thúc hành trình. Theo được biết thì ở đây có cái nhà thờ, nhưng mà lâu lắm rồi em không có nhớ tên nhà thờ này. Phường 5 quận 8. Bên kia sông, bên kia sông cũng có một cái dãy nhà tạm ven sông rất là dài. Cặp theo kênh tàu hủ. Bên đây đa phần là bà con có đạo. Ở đây nổi tiếng là xóm đạo. Đây cây cổ thụ rất là lớn luôn. Wow. Hãng mì gói gấu đỏ Quốc Thái. À,
khi mà chúng ta đi những cái con đường lạ, ta hay ngó qua ngó lại, ngó qua ngó lại. Ngay đây là chi cục thuế nè, chi cục thuế quận 8. Đây là giao lộ ngã ba đường Dương Quang Đông. Cái nhánh bên tay phải chúng ta đó là khi mà chúng ta đi đó sẽ đến đường Tạ Quang Bửu. Đây có trường trung học cơ sở Chánh Hưng. Ngôi trường Chánh Hưng như là sắp đến cái nhà thờ rồi thì phải. Không biết cô chú anh chị mình có ai ở khu vực này không, cho em xin cái comment nha. Địa chỉ 1020 mấy đường Phạm Thế Hiển. Ngày đây chúng ta có cái cầu Chánh Hưng. Ta đang đi dưới cầu Chánh Hưng nè. Tới tí nữa là chợ Phạm Thế Hiển, có chung cư Phạm Thế Hiển. Theo bản đồ thì cái quận 8 có cái hình, có hình giống như là người ta ví như là một con ốc. Con ốc hai đầu, nó có hai cái con bù lon như là gánh vậy đó. Cái trục đường Phạm Thế Hiển là cái gánh. Em nói đến đây là quận 8 của chợ Phạm Thế Hiển nè. Nơi đây có chung cư rất là xưa cổ. Thấy chợ Phạm Thế Hiển nè. Rồi một số hình ảnh ở ở trục đường Phạm Thế Hiển và ngôi chợ chợ Nhị Thiên Đường, gửi các anh chị và các bạn chúng ta xem, có dịp nhìn lại để cập nhật số hình ảnh Sài Gòn ngày nay. So với ngày xưa thì nó khác nhau như thế nào ha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các anh chị và bạn trong những video tiếp theo nha.